Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Như đã hứa chiều làm clip tiền đạo chơi, các bạn đã thấy mấy người chơi tiền đạo ác quá, toàn mình chơi Hunter người ta toàn húc mình bẻ anh em vào để mình đi húc lại các bạn cho nó bỏ tức. Mình là con người nó mình là con người có cái kiểu cách gọi là chơi là mình thù dai lắm. Nếu mà ấy chơi game mình thù rất dai, ngoài đời thì không biết, nhưng mà ngoài đời thì mình không thể biết được là mình có thù dai hay không. Trước là mình không phải là người thù dai đâu, nhưng mà trong game mình thù dai lắm, chơi thua là y như rằng là phải chơi lại ván nữa, mà kiểu nó ấm ức cái các bạn ấy. Chơi thua nó rất là hay kiểu bị ấm ức luôn. Thành ra là mình phải cố gắng để ôi đau thế. Vừa mới vào máy tính húc tí mà từ từ giải mã xong cái máy đi húc mà. Khoai thật. Pha trèo tường hết sức là vô lý của bạn tâm lý học người Hàn. Đoán là người Hàn thôi, mình không chắc. Yeah. Đánh thế, vẫn có người cứu nhắc nào, nằm im đi. Trận giảm trận. Không hợp lý, đang gọi mình. Đây, tôi ra đây đi. Hay quá. Mình phải ra bảo vệ bạn tâm lý học đã. Không để bạn bơ vơ ngoài kia là dễ dính đòn lắm. Ăn đòn liên tọi luôn. Từ từ, đuổi theo. Không thể để Hunter làm thịt mất bạn ấy. Mà Gaisa cũng là Hunter tủ của Forward ấy. Thật các bạn luôn, Forward rất thích chơi Gaisa luôn. Cả ông Tiên Tri nữa, ông Tiên Tri khoái. Cố lên được 60 giây rồi đấy. Rồi bắt đầu giải mã rồi. Yeah, come on. Đây có hai con bướm đấy chị ơi. Bướm đây chị ơi. Kìa, bướm kìa. Bay lại đây. Ui. Lướt qua sông thích nhá. Không chơi gai xa thích, đợt này thấy hay mà. Lướt qua rất là dễ luôn, không nhất thiết là phải phi vào survival mà chỉ cần đơn giản là ném bướm qua thôi, sau đấy nó phi thôi. Đi giải mã đi, để mình ở đây đó. Để mình ở đây mình xử lý ba cái vụ vớ vẩn này chứ. Úi giời ơi, định làm gì làm sao tôi không biết. Pha này choáng hơi đau ấy, đập vào cái cây là choáng hơi đau. Ui. Rồi. Được rồi. Đang xem còn cái phi vụ gì không. Các bạn chịu khó giải mã mà mình thì mình giờ đây mình giúp đỡ các bạn này thôi. Ui giời ơi, lại tiếp tục thêm một phát nữa. Bức thực sự các bạn ạ. Ám ảnh thực sự. Ui. Sợ thế, ngã gục liên tục rồi. Ăn đòn rồi. Vẫn vòng lại cứu đều các bạn ạ. Sợ gì? Úi giời. Đức thật chứ bộ. Giúp mình với. Cục
thế. Hương sư hình như vừa ăn một đòn thì phải. Nhây quá. Chả lo. Vừa làm sao được đúng không anh em? Ôi. Sợ vái luôn. Nhảy quá các bạn. Từ mình phải ra lục cái hòm đó. Bà kiểu chán. Ngay xa kiểu chán mất phương ngựa. Lại có sáo chơi các bạn ơi. Hay rồi đấy. Chán bất lực. Mất phương hướng thực sự. Chơi nữa anh nghỉ đây. Chơi nữa không chưa? À, chuyển đối tượng. Giờ đi đuổi bà tâm lý, bà nữ chủ tế cũng chết mệt. Từ từ đã. Ra mặt cái hòm. Đằng nào chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Ra mà tìm được quả bóng nữa thì thôi. Nghỉ chơi luôn thật chứ bộ. Công nhận chơi Forward cũng thích thật. Để mà có những cái trận hay thì công nhận thích. Còn trận dở vừa vào bị Hunter đuổi xong bị đập ngoẻo có tẻo luôn. Chán. Tập trung giải mã đấy. Mình cũng là một nhân tố quyết định chiến thắng chứ bộ. Mắc tĩnh lặng luôn. Khả năng mình mắc điểm. Ôi anh chị ơi. Thôi nào. Em lắc đồng hồ cho xem này. Lắc phân nữa cho xem này. Chả quan tâm gì luôn. Và giờ đúng kiểu không biết phải làm sao luôn. Ra mình giải mã thêm cái máy kia nữa thì thôi. Hai đường hai cái máy luôn. Nhảy quá. Cái này thì mới được có 58%, đôi bên kia thì giải mã gần xong hết rồi. Có mình thì nó hơi chậm tí. Tôi vẫn gọi là chấp nhận được. Mắc cả điểm luôn. Mắc hết các điểm luôn. Gọi nữa thế này thì chơi sao? Ra đây cho nó xa rồi. Một cái vòng cứ phải gọi là mắc tầm luôn đấy. Cố lên ạ. Thôi để mình ra cho mình mở cổng. Hay quá. Lại đập thợ săn một pallet này. Hỏng hết bánh kẹo, hỏng hết cả hàng của chị đẹp, hỏng hết cả hàng của gai xa rồi. Nó tức gì không á? Tức thật sự luôn á. Này tâm lý học này. Ăn đòn similar luôn. Ra cứu bạn ấy đi thì mình nhây thêm tí. Lộ cam lộ các bạn ạ. Khó. Ra cứu bạn ấy đi. Chủ tế đâu? Các kiểu. Mình hết đồ chơi, hết sạch đồ chơi rồi. Khả năng chủ tế té các bạn ạ. Té ra bên kia. Khó lắm, bạn này cứu thì khó. Khó thực sự luôn, bây giờ mắt đỏ rồi, có vẻ là trò chơi trẻ con nữa đâu. Bây giờ thắng thì thắng 3, còn không là hòa. Chứ làm gì có chuyện mà đòi
ăn cả không? Trận này thì khả năng cao là thắng rồi. Nhưng để mà cứu thì mình nghĩ là nghĩ không được. Yên tâm, mình đứng ở đây thoải mái nhá. Ngay xa không thể nào mà thịt được mình. Kỹ năng thì mất rồi, bây giờ bay tới, bay làm sao tới được đây. Bay tới đây nhìn cái phát sợ ngay không? Giật mình đứng lại luôn. Nhìn phát là giật mình luôn. Nào, nhau vô. Câu kéo cho tí các bạn. Ui, ném một đường khét thế. Khét thế. Sợ thực sự luôn. Và sau đó. À mà làm gì có sau đó nữa. Ok, mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ để lại một like, chia sẻ video của mình. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo. Tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.